Đây sẽ là video hướng dẫn cho chúng ta reset Canon RU 500 nha. Canon RU 500 của hãng Canon. Mọi người đợi xíu. Alo. Rồi anh ơi. Mới nhận máy chưa có chữa về anh. Rồi, mọi người lưu ý nè. Khi chúng ta vào chế độ service xong á, là chúng ta phải kiểm tra coi nè, Canon RU 500 này. Chúng ta mở phần mềm lên nha. Đối với dòng máy dòng mới này, chúng ta phải chạy cái khay và reset chính hãng này mới được nha. Này, bây giờ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người reset Canon RU 500. Nó có hệ thống 12 màu mực nha. In rất là đẹp. Rồi, máy nó báo lỗi 1700 hoặc là 5B00 đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra chắc chắn cho nó. Chúng ta vào, sau khi vào chế độ service, chúng ta mở phần mềm lên nha. Bên em là cung cấp phần mềm cho tất cả các dòng luôn. Dòng Canon RU 500 là dòng mới nhất nha. RU 500 của Canon á. Bây giờ chúng ta kiểm tra này. Đang muốn kiểm tra chúng ta vào F from sale nha. Rồi. Cái này chúng ta thấy không? Này là nó kiểm tra chúng ta này, Canon RU 500 này thấy không? Series này AFU này, đó. Version này. Ngày mở máy là 20 tháng 6 này thấy không? 20 tháng 6 năm 2020 đó. D của nó là 52.1% này. Nó đang báo lỗi thứ nhất, lỗi 1730 này. Đó. Lỗi cái hộp mực nha. Chúng ta đang thấy đây. Chúng ta kiểm tra coi nó in được bao nhiêu bản nha. Canon RU 500 RU mới nhất nha. In được 257 bản này thấy không? In được 257 bản này. Dòng này nó in khổ A2 nha. In khổ lớn rồi nha. Đó. Nó in, nó kiểm tra gì thì nó sẽ hiện hết cái này. Rồi bây giờ chúng ta muốn reset thì chúng ta trước tiên chúng ta phải thiết lập cái vùng cho nó. Chúng ta thiết lập cái vùng ICR nó nha. Rồi ICR. Chúng ta bấm set nha. Canon RU 500. Nhưng mà trước khi vào chế độ, trước khi reset chúng ta phải vào service mode cho nó nha. Cái dòng mới này chúng ta phải chạy cái khay và reset chính hãng thì mới được nha. Đó, bấm set. Reset nó đang báo lỗi. À, nó đang báo lỗi từng hộp mực nên chúng ta bấm set từng phần. RU 500. Xíu nữa tôi kiểm tra lại. Này là bản F-ROM của nó nha. Ngày 30 tháng 6 vào lúc 10:41 5C14. Nó đang báo lỗi bộ bơm nữa nha. 5C14 nè. Ngày 17/2/29 nó cũng báo lỗi 5C14. Lỗi 6.000. Ta kiểm tra cái lỗi nó gì để chúng ta xử lý nó nha.
qua chế độ reset xong, chúng ta kiểm tra xong là cái gì thì chúng ta bấm nút set này nha. Ta chọn cái này nè, ta chọn main nha, clear water counter này, chúng ta bấm main, ta bấm vô nút set cái là ok nha. Tại vì máy nó đang báo lỗi bộ bơm nữa nên chúng ta phải xử lý bộ bơm trước. Đây là cách reset của Canon G500 nha. Đây mà muốn mua khai học phần mềm nha, để reset chính hãng cũng được nha. Có gì liên hệ số điện thoại mô tả bỏ bên dưới á, thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người. Đây có thể reset mực, reset bộ đếm cho nó nha. Rồi chào mọi người, rồi chúng ta có thể kiểm tra dữ liệu cho nó luôn. Người có xem được video nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình.